Trong Java thì chúng ta có một số cái thành phần tập trung lên bảng này đã. Lab thì về nhà làm tiếp. Thiết kế giao diện. Chúng ta hiện nay hôm trước có một số bạn là hỏi thầy mình code như thế nào. Rất tốt, điều đó rất tốt. Nhưng mà với Java 2 thì chưa yêu cầu các bạn code. Nếu mà bạn nào code thì càng tốt. Nhưng khi mà các bạn kéo thả thuần thục đi cái đã, các bạn hiểu hết các vấn đề cái đã, rồi các bạn đã code. Vì cái đoạn code mà các bạn đang code, thầy nhìn vô thì nó giống JavaScript, mà trong Java nó hỗ trợ mình nhiều hơn thế. Cho nên cái đoạn code của mình giảm tải bước lại, không có code giống JavaScript, nó đơn giản hơn. Cho nên mà các bạn chưa có học kỹ mà các bạn học trước thì điều đó rất hay. Nhưng nếu mà các bạn đi không đúng, các bạn có thể là xem một vài cái clip nào đó ở trên mạng người ta hướng dẫn, mà người ta hướng dẫn theo quan điểm của cái người dạy đó, thì đôi khi nó lại một cái hướng khác, mà có những cái hướng mình đi nó đơn giản hơn mà mình không đi đó, thì nó bị dở là dở chỗ đó. Trong phần giao diện này chúng ta sẽ xem qua các cái đơn vị để mà thiết kế thì nó bao gồm những gì. Như vậy thì giả sử cái giao diện giống như thế này, giao diện giống như thế này, thì trong đó có gì? Có cái chính ở đây là form, ha, gọi là reframe. Trước đây thì chúng ta gọi nó là form. Bây giờ trong cái Java Scheme thì người ta dùng cái từ là re, là Java frame, frame, ha, frame á, frame. Trong đó có nhãn, label, label. Có cái này là input, test, ok. Cái này là button, nút. Tương tự như vậy. Và nó có một cái khung. Có thể là mình sử dụng panel để mình đẩy nó vô. Dưới này là một cái table để mình đẩy dữ liệu. Trên này cũng là label. Mình set màu cho nó. Và trong cái label này mình sẽ đặt một cái đồng hồ. Nó sẽ nhảy ở đây. Đó là cơ bản các thành phần bên trong một cái thiết kế đồ họa Graphic User Interface. Mình sẽ thiết kế với giao diện đồ họa. Tại thời điểm này chúng ta đang nhìn thấy là cửa sổ, rồi có các container, tức là chứa đựng cái vùng chứa, rồi các thành phần bên trong người ta gọi chung là control. Như vậy thì cái vùng chứa mà rõ nhất mà chúng ta có thể nhìn là giả sử như chúng ta sẽ chọn male, female, tức là chỗ này, vùng chứa. Hai đối tượng này nằm bên trong một cái button group thì chọn một trong hai, còn nếu mà mình để rời bên ngoài thì hai cái nó độc lập. Thì những cái này nó cần phải có một cái vùng để chứa những cái đối tượng con vào bên trong, thì phần này mình thấy rõ nhất, gần gần giống, nhưng mà nó hỗ trợ để mà mình truy xuất nhanh hơn. Đó là các thành phần về container. Cấu trúc điều khiển: test field, radio button, checkbox button, table, rất là nhiều thứ ở bên trong. Biểu tượng hay còn gọi là icon, tiêu đề là title, thu phóng vân vân. Rồi, một cái nữa là zpanel. Zpanel là chuyên để chứa các thành phần con bên trong. Ví dụ các bạn đã học HTML, CSS rồi đó. Mình dùng cái gì để mình gom các đối tượng, các thành phần lại?
thường là mình dùng dip một khối. Thì ở đây thay vì một khối giống như HTML thì mình dùng đó là zpanel. Mình sẽ gom những đối tượng con cùng loại lại với nhau thành một khối. Như vậy ở chỗ này với cái giao diện này, có thể mình sẽ gom các cái đối tượng bên này là một panel, các cái nút bên này là một zpanel, các cái nút tiến tới tiến lùi này là một zpanel để mình dễ điều khiển nó. Ví dụ bây giờ chúng ta di chuyển đi, chúng ta di chuyển các đối tượng này qua bên trái một tí, thì thay vì chúng ta di chuyển từng nút, nếu như chúng ta add các nút này vào một cái panel thì mình mang cái panel đó đẩy vô xíu là nó đi hết tất cả các nút này luôn đó. Thì cái thành phần mà người ta sử dụng panel để người ta chứa đựng các thành phần con, nó có lợi trong lúc chúng ta thiết kế. Một số cái control mà đang sử dụng trong cái scrim nhãn là mấy cái chữ test field là để nhập vào, hồi nãy mình có giới thiệu qua button, checkbox mình chưa thấy ha, radio box là cái chỗ hồi nãy là male female thì mới giới thiệu. Checkbox này mình sử dụng ví dụ như là sở thích, tức là mình có thể chọn nhiều. Còn cái radio button khi nào mình chọn một trong những thì mình xài radio. Table để hiển thị ở dạng bảng. Option là để đưa những cái message lên, mình cũng có thể nhập từ option cũng được. Đây là một cái form mẫu đăng nhập username, password, hãy nhớ tôi login. Và đây là một cái reframe đơn giản. Trong cái đăng nhập này thì chúng ta có sử dụng các thành phần nhãn, test. Và cái này là cái mà các bạn cần nhớ giúp thầy. Ví dụ đối với lại label, ví dụ như là username, password chỗ này, thì đôi khi mình không cần đến biến, bởi vì nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất và nó tồn tại, nó không bao giờ thay đổi giá trị, thì mình không cần biến. Còn cái ô này nè, ô trắng này nè, là bây giờ mình nhập U1 thì nó giữ giá trị U1, tí nữa mình nhập U2 thì nó sẽ giữ giá trị U2, cho nên mình phải cần có một cái biến để nó lưu cái giá trị này. Thì lúc đó mình cần phải khai báo một cái biến cho nó. Như vậy đối với lại cái label mình vẫn có thể khai báo biến được, nhưng mà mình không cần xài thì mình không cần khai báo. Và mình thử tạo một cái frame về chỗ này là slide 9 nhé, buổi 3 new một cái class, new một cái ấy là slide đi, slide 2, và thầy tạo new một cái reframe đây, reframe, và thầy đặt là trang chính login. Trong cái login này mình sẽ kéo cái giao diện từ bên này qua label, và mình click chuột phải, mình edit text username password, mình có thể click chuột ở đây username, kéo nó ra. Rồi test box, test đâu, coi từ test field nằm đâu nè, đây test field, và kéo cái này ra. Các bạn sẽ change test, change va variable name, đây tên biến,
Như vậy đối với lại cái này là test field thì người ta thường sử dụng quy chuẩn đặt tên biến là TT. Giống như hôm trước thầy đặt với lại cái attribute là D điểm là kiểu dữ liệu rồi đến tên biến. Thì ở đây cũng như vậy, chúng ta sẽ lấy cái kiểu của cái control và chúng ta đặt tên biến thì sau này mình sẽ dễ điều khiển nó. Vậy chỗ này chúng ta sẽ đặt là TXT user name. Ok. Test này chúng ta cũng có thể điều khiển ở đây. Edit test cũng được, hoặc là chúng ta vào trong cái property chúng ta bỏ cái test này đi. Nhưng chúng ta có thể sử dụng một cái đây tool tip là khi nào đưa chuột vô thì nó hiện lên nè. Tool tip là đưa chuột vô nó liền hiện lên. Và nó có một cái là place hold. Mình sẽ kéo tiếp cái label ra đây. Password. Rồi kéo tiếp cái text box ra. Nhưng mà chỗ này bây giờ các bạn thành password field. Password field. Password này của mình, mình cũng có thể test này bỏ trống. Test này bỏ trống. Mình sẽ có một cái checkbox. Remember me. Mình có một checkbox remember và một cái button login. Rồi đối với lại cái hai cái này mình cũng cần phải khai báo một cái biến cho nó. Ở dưới này cũng khai báo biến. TXT password. Đây cũng khai báo biến. Checkbox. Remember. Ở đây button btn login. Rồi mình xong. Bạn lấy chuột phải bên cái file, bạn chọn ring file. Đây giao diện của mình đã có username u1 password 123 remain login. Được chưa? Và mình sẽ demo ở chỗ là khi mà login thì nó thông báo username và password lên. Vậy mình có thể viết sự kiện cho nút này. Viết sự kiện thì bạn có thể double click hoặc là bạn sẽ click chuột phải, bạn chọn event. Và trong cái event này thì có rất là nhiều cái event mà bạn có thể, ví dụ như action performance thì cái này là cái mình sẽ viết nè. Hoặc là bạn có thể viết sự kiện cho mouse click. Nếu như bạn chỉ viết sự kiện cho mouse click thì khi bạn dùng bàn phím nó không can thiệp được. Còn nếu như bạn dùng cái action này thì bạn dùng bàn phím cũng được, bạn dùng chuột cũng được. Và mình có thể double click vô đây thì code của mình nó sẽ tự động nó nhảy đến đây. btn login
action performance là cái mà hồi nãy thầy giới thiệu đầu tiên. Và trong đây mình sẽ sử dụng hai cái. Giả sử là string username bằng txt username.getTest string password bằng txt password chấm, chú ý chỗ này giúp thầy, getTest mặc dầu còn sai nhưng bị gạch là cái gì ta? Java 1. Tại sao nó gạch vậy? Java 1. Tại vì nó có một cái phương thức mới. Một cái phương thức mới thay thế cho getTest. Tạm thời mình xài getTest. Chấm phẩy. Và reoption. Reoption. Chấm show message. Reaction. Chấm show message. Ở chỗ này các bạn sẽ username cộng password. Rồi chạy lại. Username U1 password 123 login. Chúng ta đã bắt được sự kiện và chúng ta đã lấy được giá trị của cái ô này. Lấy được giá trị của ô này và chúng ta xuất ra đây. Được chưa nè? Như vậy chúng ta đã hoàn thành một cái form cơ bản. Cái này gọi là form nhập liệu và dùng reframe để làm nên cái form nhập liệu. Được chưa? Như vậy thì khi mà bạn xài với cái ngôn ngữ mà JavaScript á thì thường người ta gọi là reframe. Nhưng mà đôi khi có một số tài liệu người ta gọi là form nhập liệu. Thì hai cái đều có cái ý là mình đang nói đến cái này. Cái này là form nhập liệu được làm từ reframe. Được không? Rồi, ok. Hả?